Thank you.
Trưa ngày hôm nay đã đến rồi. Và sau đây trân trọng kính mời cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân hãy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu Hạnh Phúc để làm lễ ra mắt quan viên quân họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, trân trọng kính mời. Sân khấu bố của chú rể Thành Luân, trân trọng kính mời ông Văn Minh sẽ bước lên sân khấu. Và kính thưa toàn thể chị thân mến, và ngày hôm nay vâng do công việc thì mẹ của chú rể không có mặt tại đây, và trân trọng kính mời vâng mơ của chú rể Thành Luân bà Nguyễn Thị Nguyệt sẽ bước lên sân khấu để thay mặt cho vâng mẹ của chú rể để cùng hai bên gia đình làm lễ ra mắt quan viên quân họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng trân trọng kính mời chờ đợi và những giây phút chờ mong. Thì giờ đây cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân cùng với cha mẹ hai bên gia đình đã có mặt hiện diện xin có hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng một lần nữa với chị trong một tràng vỗ tay thật lớn đấy không quý vị ơi. Dạ vâng và để cảm ơn lòng nhiệt tình của toàn thể các chị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, vâng trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như cha mẹ hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng nhau cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Vâng trân trọng kính mời. Dạ vâng kính thưa toàn thể chị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân của chúng ta nên được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Mà ngày xưa thì hai đứa chiều rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua em bán tôi mua, tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay, rồi tôi kết lá thành dây, kết hoa và lá kết ngày và đêm, kết thành hoa cưới cho em, vòng hoa tím mái tóc dài bến sông, có sau cái ửng má hồng, dắt tay chú rể chảy dòng khắp làng, mà trăm năm cho có người ta, trai tài gái sắc kéo là chọn nhau, chuyện tình yêu có chầu với cau, cha mẹ dòng hỏi cưới nhau phải chọn ngày. Và ngày hôm nay là ngày tuyệt vời, một ngày đẹp nhất của năm 2022. Và để rồi trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và lễ vật quy của cô dâu Thu Hằng, xanh duyên cùng chú rể Thành Luân xin phép được. Kính thưa toàn thể chị thân mến, vâng một không gian trang trọng, một khúc nhạc rộn ràng kèm theo một dàn pháo nổ đã mở đầu cho chương trình lễ vật quy của cô dâu Thu Hằng sẽ xuyên cùng chú rể Thành Luân trong buổi trưa ngày hôm nay. Mà mua câu thì chọn lấy buồng sai, mua chọn lấy trầm hài lá vàng, mà sinh con thì bởi mẹ cha, chúng sẽ hạnh phúc chúng ta lo cùng, hai họ phấn khởi vui mừng, sau hiền dị thảo vui mừng cả hai. Và kính chuyển lời từ hai bên gia đình chân thành cảm ơn toàn thể chị cô dì cho bác hoàn ngại đường xá xa xôi cùng nhau trở về đây chung vui cùng với hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và công an liên tục kính chuyển lời từ hai bên gia đình xin kính chúc các quý ông thì thanh tú, quý chú đậm đà, quý bà mạnh khỏe, quý trẻ thông minh và mọi gia đình sẽ được hạnh phúc. Dạ vâng kính thưa toàn thể chị thân mến, vừa rồi đôi lời kính chuyển lời từ hai bên gia đình để cảm ơn sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể chị cô dì cho bác là vị khách quý của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trở lại với lễ vật quy của chúng ta, trân trọng kính mời cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân hãy nắm chặt tay nhau bước lên trên một bước ạ. Sao vâng kính thưa toàn thể anh chị thân mến, yêu nhau mới núi cũng leo, mới sông cũng lội, mới đèo cũng qua, dù rằng mới nắng phong ba, với các chị có ta có mình, hôm nay anh chị đã vẹn chữ tình, đắp xây hạnh phúc gia đình từ đây, ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyệt thề non nước ta cùng có nhau, dù cho bãi bể nương dâu, kết duyên long phường thắm sâu ân tình, và trải qua năm tháng hò hẹn với đêm trăng đợi chờ, và ngày hôm nay cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân của chúng ta mới được nắm chặt tay nhau đứng trên sân khấu Hạnh Phúc để làm lễ ra mắt quan viên quân họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để ghi một dấu mốc thời gian, vâng ạ, như ngày hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2022, vâng ạ, chú rể Thành Luân, cô dâu Thu Hằng của chúng ta chính thức lên vợ và thành chồng, thì rất trọng kính mời chú rể và cô dâu, vâng ạ, cô dâu và chú rể hãy cùng trao cho nhau cặp nhẫn hợp hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể chị thân mến, nhiều vui và hạnh phúc thì đang gửi đến khuôn mặt sáng người.
thân mến, các anh chị vừa được chứng kiến khoảnh khắc tốt đẹp nhất, đó chính là cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân của chúng ta vừa trao cho nhau cảm nhận hợp hôn để chính thức lên vợ và thành chồng. Mà ngày vui, mới vui thì cha mẹ tặng quà cho con là vốn để bà nuôi con, sinh con chẳng cái thì trai, nuôi con khôn lớn thành tài mẹ vui. Vừa để mừng hạnh phúc, chúc cho năm trai con thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Về phía gia đình họ nhà gái có món quà gửi đến cô dâu và chú rể, với lời chúc hai con, hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và đầu tiên, trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu Thu Hằng. Vâng, trân trọng kính mời ông Tuân, bà Phương sẽ có món quà gửi đến đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Gửi tặng món quà ý nghĩa nhất cho hai cháu thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, ông bà ngoại của cô dâu Thu Hằng. Vâng ạ, trân trọng kính mời. Vâng ạ, bà ngoại sẽ trở về vị trí ngồi của mình. Vâng, và tiếp theo thì để mừng hạnh phúc, chúc cho năm trai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, về phía vâng ạ, các dì của cô dâu Thu Hằng có món quà gửi đến hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, trân trọng kính mời bước lên sân khấu. Vâng ạ, gia đình nhà dì Ngọc Hiền ạ có món quà gửi đến các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Gia đình dì Ngọc Hiền. Vâng ạ, và tiếp theo thì trân trọng kính mời bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, gia đình dì Phan Ua, gia đình dì Loan Tuyền có món quà gửi đến các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời. Lũ chi bay hơn phùa em nở chép khó sẵn bản năm ta chẳng khôm xưa nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại bao mi lũ dù nặng ai trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn món quà ý nghĩa đến từ gia đình họ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau vâng, kính thưa toàn anh chị thân mến, mùa đông là mùa nỗi nhớ để tìm nhau, cũng là mùa của trái cau xanh kia với lá trầu, cùng con dâu của tôi sẽ trong ngày vui hạnh phúc. Mùa đông này cho em ngày đám cưới, em mới trầu cho đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho ngắm em cả ngày no con mắt. Em gái ngày xưa nên đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga, từ chín tầng mây rơi xuống sân nhà, cho được ngắm em đến vài nghìn năm sau. Dạ vâng, và tiếp theo sẽ chọn cái mời cô dâu Thu Hằng, chú rể Thành Luân hãy nắm chặt tay nhau bước đến bàn rượu, để cùng rót rượu tràn ly, để thể hiện tình yêu hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.
chơi ngày hôm nay. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị ạ. Sáu cá mơi xung ải xung em xung bồ mềm với lòng hoa lẩu quay vòng chúc mọi hạnh phúc thật lòng thật đủ lắng hô. Tên là mới sáu cá mơi xung ải xung em xung bồ mềm với lòng. Dạ vâng ạ, xin mời toàn thể chị ạ. Chúng ta hãy cùng nhau dâng cao ly rượu cùng lên quý vị ơi. Dạ vâng ạ, cùng uống một chén rượu vâng ạ để mừng hạnh phúc chúc cho lòng toàn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời vâng ạ hai bên gia đình cùng với cô dâu và tôi rể hãy uống ly rượu của mình để say mối tình thông gia đến suốt cả cuộc đời không bao giờ nhạt phai. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể chị thân mến và nghi thức mời rượu song thân vừa rồi đã khép lại chương trình lễ vật quy của cô dâu Thu Hằng. Thế nên cũng sẽ thành luôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây trân trọng kính mời cô dâu và tôi rể cùng với cha mẹ hai bên gia đình sẽ trở về từng bàn tiệc để chúc rượu cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị khách quý của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn.